chào bạn, tôi là Trịnh Thế Anh đây, là một chuyên gia đào tạo về marketing và phát triển cá nhân. Hôm nay tôi lại chia sẻ với bạn một bí quyết ở đây, đó là cách chúng ta làm thế nào để phòng ngự được với đối thủ của chúng ta chui vào phá chúng ta. Trong kinh doanh, cái việc đối thủ chui vào phá chúng ta nó là chuyện bình thường, nó là chuyện bình thường. Cái điều đầu tiên ở đây, bạn cần phải cảm ơn những con người đó, cảm ơn những con người đang quấy phá chúng ta. Có nghĩa là gì? Chúng ta cảm ơn tất cả mọi thứ đến với cuộc đời của mình. Chúng ta đón nhận tất cả, nhưng chúng ta phải xử lý một cách khôn khéo ở đây. Nếu họ vào comment, họ nó sẽ nói những câu ví dụ như: shop ơi, sao shop không giao hàng cho tôi? À, hàng này không chất lượng, hàng này đẻo, chương trình này lừa, có bán hàng đâu? Và vân vân và vân vân. Thì điều đầu tiên bạn cần phải bình tĩnh lại, bạn inbox trực tiếp cho cái người đấy, xem họ là ai, họ ở đâu, họ kinh doanh sản phẩm gì, họ có phải đối thủ của ta hay không. Và chúng ta vẫn bình tĩnh và từ tốn nói với họ rằng: này, chào bạn, tôi có thể chia sẻ với bạn không? Bạn đang có điều gì bất mãn với chúng tôi phải không? Tức là bạn đặt ra hàng loạt câu hỏi để kiểm chứng xem đấy có phải khách hàng của bạn hay là đối thủ của bạn. Nếu đối thủ thì chúng ta cần phải nói với dạng họ rằng: này bạn, bạn có thể nói với họ như thế này: này bạn, bạn cũng là một người kinh doanh. Kinh doanh, chúng ta hãy biến nhau trở thành từ đối thủ trở thành đối tác. Bạn đừng đem cái trò của trẻ con ra đấy để làm như vậy. Nếu bạn làm như vậy, tôi sẽ càng ngày càng nổi tiếng hơn. Bởi vì sao? Sản phẩm của tôi sẽ có thương hiệu hơn và có uy tín trên thương trường hơn, vì tôi đang làm thật sự chất lượng. Nếu bạn muốn học phong cách của tôi, nếu bạn học bí quyết kinh doanh của tôi, bạn hoàn toàn có thể đến đây, tôi chia sẻ cho bạn, bạn không nên làm như vậy. Đấy là cũng là một cách. Cách thứ hai, bạn có thể nói thẳng với đối thủ của bạn rằng, comment hẳn trên đấy luôn, bạn nói rằng: xin lỗi bạn, chúng tôi đã gửi hàng cho bạn và bạn thực sự không phải là khách hàng của tôi. Bởi vì bạn, nếu là khách hàng của tôi, bạn hoàn toàn có thể để lại thông tin, chúng tôi inbox lại cho bạn để kiểm tra trong hệ thống có bạn hay không. Nếu có, chúng tôi sẽ chấp nhận cái điều này. Nhưng trên thực tế, nó không có thì vui lòng bạn đừng làm cái điều đó. Khi chúng ta nói được như vậy thì nó sẽ có tính hai mặt. Một là đối thủ của chúng ta, lúc này họ sẽ cảm thấy chúng ta không đơn giản như họ nghĩ, chúng ta không chấp nhận cái điều đó. Nhưng nó cũng còn một phần khác hơn, đó chính là làm cho khách hàng của chúng ta, họ thấy rằng chúng ta đang làm bữa ăn thật sự, không có lừa ai cả, chúng ta đang làm điều tốt nhất cho khách hàng của chúng ta. Nó sẽ có tính hai mặt như vậy. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể sáng tạo nhiều cách khác nhau để trị cái đối thủ của chúng ta, làm cho họ trở nên bình tĩnh hơn, làm cho họ không dám quấy phá chúng ta nữa. Tóm lại, bạn cần phải có đủ bản lĩnh ở đây, đừng sợ người khác, đừng sợ đối thủ, đừng sợ ai vào đây quấy phá chúng ta, mà bạn hoàn toàn đón nhận nó bằng cách nhìn hai chiều. Một là hoàn toàn bạn phải trị được cái đối thủ đấy. Hai, dựa trên đối thủ, ở đây gọi là nước nổi thì bèo nổi, nếu họ vào quấy phá chúng ta thì đó chính là cái cơ hội để bạn khẳng định rằng bạn đang làm ăn chân chính và cũng khẳng định rằng bạn hoàn toàn kinh doanh sản phẩm chất lượng. Như thế thì bạn có thể biến đối thủ của bạn trở thành đối tác. Điều thứ hai, bạn dựa trên cái điều đối thủ đang xử lý chúng ta chơi không đẹp đấy, để biến họ trở thành là gì ạ? Cái tiền đề điểm tựa để cho khách hàng nhìn chúng ta ở một tầm cao mới ở đây. Đó chính là cái cách ứng xử khôn khéo của bạn. Nếu bạn không ứng xử được như vậy thì bạn sẽ hoàn toàn bị đối thủ của bạn đè bẹp bạn ngay lập tức. Nhưng nếu bạn làm được tất cả những điều như tôi vừa làm, hoặc bạn có thể làm tốt hơn những điều đó, thì ngay lập tức đối thủ của bạn sẽ bị khách hàng nhìn ở một con mắt khác ngoài kia. Nhưng bạn sẽ được nâng lên một cái tầm cao mới. Thứ nhất là thương hiệu của bạn tốt hơn. Thứ hai, khách hàng đánh giá bạn tốt hơn. Thứ ba, chính là bản lĩnh của bạn tốt hơn. Vậy bạn không cần phải sợ cái việc đối thủ vào report bạn đâu. Đừng sợ cái điều đó, mà hãy cảm ơn họ. Bởi vì cuộc sống liên tục diễn ra hai mặt của một vấn đề. Và đấy chính là cơ hội của bạn. Và tôi sẽ dừng video ở đây. Video sau tôi lại chia sẻ rõ hơn về phần này. Và chúng ta hãy bắt đầu ở video sau. Nào, chúng ta cùng tiếp tục video sau. Xin chào.